Mấy ngày nay, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin tìm một nam sinh ở nghệ an bị lạc đường. Theo nội dung được chia sẻ, nam sinh này đã tự đi xe máy ra hà nội để tìm gamer thủ gái quen qua mạng. Tuy nhiên, khi đi đến tỉnh hà nam, nam sinh này đã bị cảnh sát giao thông cầm giữ xe máy. Trời. Sau đó đã xin đi nhờ xe lên hà nội để nối tiếp tìm kiếm gamer thủ gái. Tuy nhiên, khi đến Hà Nội, nam sinh này đã bị lạc gì không liên lạc được với gamer thủ gái, máy tính bản và Facebook đều bị gamer thủ gái chặn. Thông tin nam sinh bị lạc được đăng tải trên mạng xã hội. Sau khi biết sự việc, một người dân đã giữ nam sinh này lại tại nhà ăn của Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền, sau đó chụp ảnh đưa lên mạng xã hội nhờ tìm địa chỉ và người thân. Nam sinh này có tên là Nguyễn Công Tờ học sinh trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Liên quan đến sự việc, thầy Hồ Sĩ Nam Thắng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 xác nhận trường hợp em Nguyễn Công Tờ, bị lạc nói trên là học sinh của trường. Ngay trong đêm nhận được thông tin từ mạng xã hội, gia đình năm sinh đã tức tốc cầm xe ra Hà Nội để đón em này về nhà. Chân dung nam sinh em này có học lực bình thường, tuy nhiên cũng có vấn đề về tâm sinh lý. Tôi cũng nghe một số lần em này tỏ tình với các gamer thủ gái nhưng bị từ chối. Hiện gia đình đã ra Hà Nội và đưa năm sinh này về nhà, ông Thắng nói.